Đứng trò chuyện với cảnh sát dù 7 tiếng đồng hồ trước còn đang bị nhốt trong tù. Diễn xuất tự nhiên như không có chuyện gì và lấp liếm bằng những câu nói dối vô cùng rành mạnh. Richard McNeil, kẻ tù phiền toái với các cảnh sát Hoa Kỳ, đã có cuộc vượt ngục trắng trợn vào ngày 5 tháng 4 năm 2006 tại bang Louisiana, Hoa Kỳ. Và trên đường tẩu thoát, y bất ngờ chạm mặt với một sĩ quan cảnh sát đang thi hành lệnh truy nã. Cảnh tượng kịch tính này đã được camera trên xe viên cảnh sát ghi lại toàn bộ. Bạn có thể thấy sự điềm tĩnh và nhanh nhạy đáng kinh ngạc của Richard McNeil trong giây phút căng thẳng. You live around here, boy? No. Where you live at? Down the road by Pineville. Pineville? Uh-huh. Okay. Do you have any form identification on you? No, man. What's your name? Robert Jones. Khi bị cảnh sát hỏi, Richard McNeil cho biết anh ta là Robert Jones. Hãy chú ý đến cái tên này, vì lát nữa Richard McNeil sẽ có chút thiếu liên kết trong những câu nói dối tưởng như mưu mô của mình. Kẻ trốn ngục vờ vô tội và hỏi như việc đi lại của một công dân ở khu vực này thì có gì là sai? Why am I supposed to be on the track? No, that's not the problem right now. What's your address? I don't have an address. I'm at the hotel. We're working on houses and stuff. I got the roofing. Roofing? Yep. Okay. For my brother. Richard bịa chuyện rằng y đang ở một nhà trọ gần đó và làm công việc lợp mái nhà cùng với em trai mình. What is, we got an escapee. Oh, shit. Cảnh sát cho biết một tù nhân đã trốn thoát rồi gọi cho người đồng nghiệp để có thêm thông tin về tên tù nhân vừa trốn thoát, đối chiếu với người đàn ông trước mặt mình. 50 years old. How old is your guy? You're how old? 50. I was born in 56. You said born in 56. 58. Any kind of details you can give me, huh? Viên cảnh sát đã nói với đồng nghiệp qua điện thoại rằng mình hiện đang ở cùng một người đàn ông da trắng. Hỏi đồng nghiệp diện mạo của kẻ trốn ngục trông như thế nào. How old is that picture? Yeah, I know. I got the same thing. You can't see shit on it. All right, let me just verify. He says his brother stayed at the motel. Let me verify that. If so, I'll just cut him loose. All right, thanks. Cảnh sát sau khi nhận được bức ảnh của tù nhân vượt ngục thì nói với Richard rằng trông y giống như kẻ vượt ngục đang bị truy nã vậy. You know the bad thing about it? What's that? You'll match it up to him. Well, that sucks, doesn't it? Yeah. I don't even know the address. We just got into town about a week ago and he dropped me off to jog. I always jog about 12 miles a day. Where'd he drop you off at? Up there on that road by, there's some construction going on up there. Some house. Who y'all work for? It's his, I know, what's the name of the company? Phil's Roofing. Okay. Sau khi hỏi những câu về thân nhân, việc làm của Richard, viên cảnh sát bất ngờ để ý đến các vết trầy xước trên người của y và hỏi nguyên do. Tuy nhiên, với kinh nghiệm vượt ngục và thái độ thản nhiên như không của mình, Richard cúi xuống nhìn và trả lời rất tự tin. Did you go through a briar patch or something? Well, yeah, roofing. I always roof in shorts. Cut my scratching up on, the roofing. That's why your knees are all cut up. Cảnh sát lúc này đã phát hiện thêm một điều đáng ngờ nữa trên người Richard. Nếu để ý, bạn sẽ thấy y hả một cái vì chưa kịp nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi hóc búa này. Well, y'all got pads. Huh? Y'all wear pads? Too hot. The pads rub your back of your legs and stuff. Thấy không có gì khả nghi nữa, cảnh sát vẫn quyết định hỏi thêm một vài câu. Where are you from? Huh? We're originally Dallas, Texas. I mean, that's where you y'all yeah, stay at. Out of Dallas, Texas. And what's your name again? Jimmy Jones. Đây, bạn có thể thấy rõ ràng lúc đầu y nói tên mình là Robert Jones, nhưng sau một hồi trò chuyện, dường như quên mất cái tên mình đã bịa ra vài phút trước, nên khi được hỏi lại, y nói tên mình là Jimmy Jones. Put yourself in my position. Well, yeah, but I'm not. I know. I'm not throwing you against them. Hey, you wouldn't believe what them guys do. Okay. I mean, they got years and years to think about how they're gonna do it. Now, when I crossed the tracks down there, I saw you running. I said, "Well, how lucky can I be?"
Cảnh sát đã tin tưởng Ray Jack và trò chuyện như thế nãy giờ mình đã tra hỏi nhằm một công dân tốt như y. Ray Jack cũng không vừa, lần nữa khẳng định. No, I'm not no prison escapee. Where's y'all's motel at? Okay, let me think now, because like I say, fuel always drives. Okay, Walmart's right there, go right at Walmart. Tên tù nhân vượt ngục Ray Jack McNeil giả vờ quen thuộc với khu phố này khi nhắc đến tên thị trấn và Walmart. I promise you I'm not no damn prison escapee. You'd have done run by now. You know that yourself. You'd have done run by now. Well, if you can't verify me, I'll be at the... Did you see anybody or anything? There's some kids up there playing. That's all you saw? Yeah. Can I jog on them? Because this is the only Okay, this is the only way I know how to get back. Don't get run over by a train. There isn't any. They go down this road? Oh, yeah. Oh, shit. See, I saw it rusted and I thought, hell, I can jog on this. Oh, yeah. Oh, okay. Oh, yeah, they'll come. Not as much as our other track. Other track about every hour. Thấy viên cảnh sát dường như đã không còn nghi ngờ, Ray Jack tìm câu chuyện khác để hỏi như một công dân bình thường và ngầm thể hiện rằng mình sẽ tiếp tục chạy bộ ở đây trong tương lai. I'm sorry to have to hold you up. But... Hey, no, I'm just doing my job, man. I know you are. But yeah, just be careful. You'll probably get stopped again. Okay? Don't. Be alarmed by border line. Yeah. Okay. Sau một cuộc trò chuyện dài, cảnh sát thậm chí còn bắt tay như thể Ray Jack hoàn toàn bị mình tra hỏi trong nhầm lẫn vậy. If you do jog again in the future, carry some ID with you. See, I don't. I'm sorry. When I was in the military, we never carried our ID on base and stuff. So. On base is different. Yeah. You know, they sure you if you can cross on, you got something. But out here, you're in civilian life, you know. Kẻ trốn ngục xảo quyệt còn kể về xuất thân từng là quân nhân của mình, ngụ ý rằng y là một người trung thực và có thể tin cậy được. Bạn có thể thấy được mức độ suy tính và ngụ ý mình là người tốt của y xuất hiện rất nhiều lần từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ. Yeah, in the future, if you're gonna jog again, that way, I mean, if you get run over by a train, I know who you are. I don't have to start second guessing who he is, you know. Can you write down your phone number, your cell phone number, so I can have whoever call you? Just call. You got a cell phone with you? No, hell no. I don't even have a cell phone or anything. Just call 911 is all you got to do, and they'll get a hold to us. All right. That's our quick line there. Hey, have a good day now. Be careful, buddy. Thank you. All right. Cuối cùng, cảnh sát đùa giỡn với cả tên tù nhân vượt ngục Ray Jack McNeil và thả y trốn thoát mà không hề biết mình vừa tuột mất một tên tội phạm gian manh. Ray Jack đã trốn tránh được sự nghi ngờ của cảnh sát bằng cách nói chuyện một cách thân thiện, thoải mái cùng trí thông minh nhanh nhạy của mình. Và trước đó, 7 tiếng đồng hồ, Ray Jack cũng đã dùng trí khôn và sự nhanh nhạy đó để làm nên cuộc tẩu thoát, gây hoang mang cho phía cảnh sát và dư luận. Từ một thùng bưu phẩm. McNeil từng là sĩ quan phục vụ trong không quân Mỹ rồi làm tình báo công an. Anh ấy là người thông minh kiệt xuất khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Em trai Phil McNeil nói, các nhà chức trách cũng phải thừa nhận điều này và cho rằng anh ta rất nhanh trí, có khả năng đánh giá tốt tình hình và khéo léo đưa họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Năm 1987, vì tham lam khi y đánh cắp một máy hút lúa ở thành phố Minot, bang North Dakota, Mỹ, chàng trai 29 tuổi McNeil bắn một công nhân tình cờ xuất hiện ở đó. Anh ta bỏ chạy và bắn chết một công nhân khác. Vài giờ sau, cảnh sát bắt giữ McNeil vì tội giết người, âm mưu giết người và trộm cắp. Năm 2006, sau 13 năm ở Pollock, McNeil bắt đầu chán với cuộc sống cơm tù và luôn tìm kiếm mọi cơ hội vượt ngục. Nhiệm vụ của tên này trong nhà giam là sửa chữa các túi bưu phẩm rách ở khu vực sản xuất. Theo quản giáo, anh ta đảm nhiệm công việc trong một thời gian dài, đủ lâu để lên kế hoạch đào tẩu chi tiết. Ngày 5 tháng 4, tên tù cuộn tròn mình trong một thùng bưu phẩm tự làm, đặt trên một tấm nâng hàng. Người ta chuyển tấm nâng hàng đến nhà kho gần đó. McNeil nằm trong thùng trong nhiều giờ, hít thở bằng một ống nhỏ đâm xuyên qua tấm nâng hàng. Khi lính canh đi ăn trưa, hắn thoát khỏi thùng và đi bộ ra khỏi nhà kho. Nhóm điều tra liên bang chắc chắn rằng McNeil phải có sự giúp đỡ từ các tù nhân khác để trốn thoát, nhưng y một mực khẳng định hành động một mình.
McNeil rời khỏi nhà tù vào lúc 9 giờ 45 và tính toán tỉ mỉ rằng nhà chức trách sẽ phát hiện ra sự vắng mặt của anh ta vào khoảng 16 giờ. Kế hoạch của tên này là đi đến thị trấn Alexandria, Louisiana, nơi hắn sẽ thực hiện trộm một số đồ dùng thiết yếu và phương tiện đi lại. Vài giờ sau, cảnh sát phát lệnh truy nã McNeil. Họ kiểm tra gắt gao những người tình nghi và McNeil cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Sự cố nằm ngoài dự tính, tên này nhanh trí khẳng định mình là Robert Jones rồi được thả tự do sau 10 phút đàm phán với cảnh sát. Trong khi chạy trốn, Richard McNeil đã làm một số điều táo bạo như gửi thư cho mẹ ở Oklahoma, đi câu cá, đến quán rượu, chụp ảnh cừu đực với khách du lịch và đi xe đạp leo núi. Richard biết nơi cất giấu ô tô và tiền mặt tại các đại lý ô tô và cách tránh an ninh. Vì vậy, anh ta dễ dàng lấy trộm một chiếc xe và tiền mặt từ một đại lý xe hơi. Nhưng cuối cùng lại bị bắt vì chiếc xe hơi. Cuối cùng, Richard McNeil y đang bị tạm giữ trong nhà tù ADS ở Florence, bang Colorado, nơi được gọi là địa ngục không lối thoát. Không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng bên ngoài nào ngoại trừ cửa sổ 10cm và thức ăn được chia qua một lỗ nhỏ trên cửa. Đồng thời còn có hệ thống giám sát gắt gao, chẳng hạn như camera phát hiện chuyển động giúp phát hiện chuyển động của tù nhân, tháp canh CCTV và lính canh được trang bị vũ khí hạng nặng. Ngoài ra, ngay cả khi Richard hay các tù nhân thành công trong việc vượt qua tất cả các mạng giám sát và thiết bị bảo mật cao cấp này, bên ngoài nhà tù khét tiếng là nơi không bao giờ có thể trốn thoát vì đó là một cánh đồng trống. Đây là cơ sở bảo mật cao nhất nên ngay cả Richard McNeil, người giỏi vượt ngục cỡ nào cũng sẽ không thể thoát ra. Và Richard McNeil sẽ dành phần đời còn lại của mình trong nhà tù ADS.